ông Trump sẽ hủy cuộc bầu cử năm 2028 nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Hungary cảnh báo nguy cơ EU sụp đổ. Nga lên tiếng trước tối hậu thư của Đức khi nhận tên lửa tầm xa Mỹ. Nga tung chiến lược mới, Ukraine khó giành ưu thế trên chiến trường UAV Ukraine tấn công máy bay ném bom chiến lược Tu-22 M3 của Nga Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Ông Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, vừa qua có buổi vận động cử tri tại thành phố West Palm Beach, bang Florida, do nhóm vận động cơ đốc Turning Point Action tổ chức. Ông Trump nói trước đám đông theo tờ The Guardian rằng quý vị kỳ tổ hữu hãy đi bỏ phiếu, chỉ lần này nữa thôi các bạn sẽ không phải làm việc đó lần nào nữa. 4 năm nữa kết quả sẽ được sắp xếp, các bạn sẽ không phải đi bỏ phiếu nữa. Phát biểu của ông Trump đã gây ra nhiều ý kiến phản đối cho rằng việc đi bỏ phiếu là quyền cơ bản của người Mỹ và rằng nếu ông Trump tái đắc cử, ông sẽ không chịu rời Nhà Trắng nếu mãn nhiệm. Nhà bình luận chính trị Kate Orberman viết trên mạng xã hội X sau phát biểu của cựu tổng thống rằng: "Ồ, ông Trump vừa hủy cuộc bầu cử năm 2028." Giám đốc truyền thông Kerry Page của thượng nghị sĩ dân chủ Martin Heinrich bình luận: "Khi chúng ta nói ông Trump là mối đe dọa cho nền dân chủ, đây chính xác là điều mà chúng ta đang đề cập." Theo tu chính án 22 của Hiến pháp Mỹ được phê chuẩn vào năm 1951, tổng thống chỉ có thể phục vụ trong hai nhiệm kỳ. Như vậy nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, ông sẽ không thể làm tổng thống thêm sau khi mãn nhiệm vào tháng 1 năm 2029. Việc thay đổi giới hạn nhiệm kỳ được quy định trong tu chính án còn được 2 phần 3 thành viên của Thượng viện và Hạ viện thông qua. Đảng Cộng Hòa đang giữ thế đa số hẹp tại Hạ viện, trong khi Đảng Dân Chủ đang có ưu thế mong manh tại Thượng viện. Theo ông Hank Kuhnhau, trưởng Bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay đang là tâm điểm chú ý sau những diễn biến chính trị gần đây. Số phiếu thăm dò ý kiến dành cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rất cao sau đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa diễn ra ngay sau khi ông bị ám sát hụt. Đảng Dân Chủ cần nhanh chóng thống nhất một ứng cử viên mới sau khi Tổng thống Joe Biden ngừng nỗ lực tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Hank Hao cho rằng có nguy cơ bất ổn chính sách gia tăng nếu ông Trump giành chiến thắng ở nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai viễn cảnh chiến thắng của ông Trump và tác động của nó đối với nền kinh tế Mỹ là rủi ro lớn nhất mà nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt trong thời gian còn lại của năm 2024 và năm 2025. Hai rủi ro chính còn lại, lạm phát dài dẳng và sự phục hồi kinh tế không đồng đều của Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với tình hình ở Mỹ. Những rủi ro này sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu thế giới chứng kiến nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump nếu tái đắc cử, ông Trump có thể sẽ gia hạn các khoản cắt giảm thuế này, làm gia tăng nhu cầu chi tiêu và dẫn đến lạm phát. Về nhập cư, ông Trump đã đề xuất nhiều biện pháp hạn chế nhập cư và hồi hương những người nhập cư trái phép, dẫn đến lực lượng lao động được kiểm soát chặt chẽ hơn và có thể gây ra lạm phát. Vừa qua, ứng viên Đảng Dân Chủ, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo quyết định kết thúc chiến dịch tái tranh cử trong bài đăng trên mạng xã hội từ ngôi nhà bên bờ biển ở Delaware khi đang hồi phục sau Covid-19, ngay sau khi Tổng thống Biden tuyên bố rút lui và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris tham gia cuộc đua, thực tế cho thấy mặc dù ông Trump đang dẫn trước trong hầu hết các cuộc khảo sát, nhưng bà Harris cũng dần thu hẹp khoảng cách. Thăm dò của NPR, PBS Matis cho thấy ông Trump chỉ dẫn trước bà Harris một điểm. Thậm chí, trong khảo sát của Reuters, Ipsos, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 44% so với 42% trong đối đầu trực tiếp. Kết quả các cuộc khảo sát phản ánh lựa chọn tức thời của người tham gia, song là thước đo cho thấy triển vọng của việc Đảng Dân Chủ có thể xoay chuyển tình thế sau gần một tháng bị chia rẽ và lép vế trước Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Như thế, cuộc đua vào Nhà Trắng trong giai đoạn nước rút ở xứ sở Cờ Hoa đang ngày càng trở nên hấp dẫn và khó đoán định. Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cục diện 6 bang chiến trường dưới đây. Tại bang chiến lược đầu tiên, bang Arizona, bang này có mật độ cử tri da màu thấp nhất trong số các bang chiến trường và điều này có thể gây khó khăn cho chiến dịch tranh cử của bà Harris. Phó Tổng thống Harris có cha mẹ là người Jamaica và Ấn Độ. Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tại bang Arizona, Mark Kelly, được cho là nằm trong danh sách ứng cử viên Phó Tổng thống của bà Harris. Nếu được chọn là Phó tướng của bà Harris, điều này có thể làm thay đổi thế trận tại tiểu bang này. Tại bang Georgia, đây là nơi có dân số là người da màu lớn nhất trong các bang chiến trường, với khoảng 1 phần 3 số dân là người da màu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là mặc dù bà Harris có phần tốt hơn trong việc thu hút cử tri da màu so với ông Biden trong một số cuộc khảo sát nhưng khoảng cách cũng không quá lớn. Tại bang Michigan, cuộc tấn công của Israel vào Gaza là một vấn đề đặc biệt nổi bật ở Michigan, nơi có mật độ người Mỹ gốc Ả Rập cao nhất trong số các tiểu bang. Có một sự đồng thuận chung rằng số cử tri này thiện cảm với phó tổng thống Harris nhiều hơn một chút so với ông Biden về vấn đề trên. Bà Harris đã gây ra một sự khuấy động trong các nhóm dân chủ khi kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza vào tháng 3, trước khi ông Biden làm như vậy. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ liệu chính sách của bà Harris đối với Israel và Gaza có khác biệt cơ bản so với của ông Biden hay không. Ở bang Nevada, gần 30% dân số là người gốc Latin. Điều này có thể mang lại hy vọng cho bà Harris. Ông Jen O'Malley Dillon, người đứng đầu đội ngũ tranh cử của bà Harris, lập luận rằng so với ông Trump, Phó Tổng thống Harris được lòng cử tri gốc Latin chưa quyết định, độc lập và đảng thứ ba. Theo ông Dillon, các cuộc thăm dò ý kiến ban đầu từ Nevada cho thấy Phó Tổng thống đã thu hẹp khoảng cách với cử tri gốc Latin và đạt được mức ủng hộ cực kỳ tốt đối với cử tri gốc Latin, những người hoài nghi cả ông Biden và ông Trump. Tại bang Pennsylvania, đây là bang chiến trường lớn nhất với 19 phiếu đại cử tri. Điều quan trọng là Pennsylvania cũng có tỷ lệ cử tri tốt nghiệp đại học cao hơn bất kỳ bang nào trong năm bang chiến trường còn lại. Có một số bằng chứng cho thấy bà Harris làm tốt hơn ông Biden một chút với những cử tri đó. Và tại bang chiến lược cuối cùng, bang Wisconsin, sự kiện vận động tranh cử toàn diện đầu tiên của Phó Tổng thống Harris sau khi được ông Biden rút tranh cử là ở thành phố Milwaukee thuộc bang này. Thành phố này đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua tổng thống ở bang Wisconsin. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Wisconsin là một trong những bang chiến trường khốc liệt nhất. Với lợi thế tuổi tác, bà Harris có thể thu hút các cử tri trẻ tuổi ở các thị trấn đại học của Wisconsin, cũng như các cử tri có khuynh hướng tự do và cử tri da màu. Tạp chí People đưa tin, chiến dịch tranh cử của bà Harris vừa qua đã lập tài khoản TikTok chính thức của Phó Tổng thống Mỹ Tài khoản TikTok A còng Harris sẽ là công cụ để bà Harris đẩy mạnh hơn chiến dịch tranh cử trên nền tảng kỹ thuật số. Trước đó, chiến dịch của bà Harris đã có một tài khoản TikTok A còng để truyền tải thông điệp tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Tính đến sáng 27 tháng 7 giờ Việt Nam, tài khoản TikTok của bà Harris đã có hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, cùng tổng cộng 4,5 triệu lượt thích. Trong những video đã đăng tải, nổi bật nhất là video bà nhận cuộc gọi từ vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama về việc chính thức ủng hộ đương kim phó tổng thống tranh cử năm nay đã thu về hơn 12 triệu lượt theo dõi. Video đầu tiên giới thiệu bà Harris sẽ tham gia TikTok cũng đã hơn 10 triệu lượt theo dõi. Việc phó tổng thống Mỹ Kamala Harris mở tài khoản TikTok phần nào cho thấy tầm quan trọng của ứng dụng video ngắn đối với chiến dịch tranh cử. Đây là một công cụ hữu hiệu để tiếp xúc và tiếp cận cử tri. Phó giám đốc chiến dịch của bà Harris, Rob Flaherty, nói với tạp chí People, công việc của chúng tôi với tư cách là một chiến dịch tranh cử là vượt qua những ồn ào và đảm bảo chúng tôi có thể trò chuyện với cử tri dù họ ở đâu. TikTok là một nền tảng như vậy và chúng tôi sẽ không bỏ sót điều gì. Sau khi có tin bà Harris tranh cử, biểu tượng cảm xúc cây dừa bất ngờ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với những hình ảnh và video liên quan đến phó tổng thống Harris. Trào lưu này được cho là đến từ một phát biểu của bà hồi tháng 5 năm 2023 khi nói về chủ đề thúc đẩy đời sống cho người gốc Tây Ban Nha và nhấn mạnh không chỉ tạo cơ hội cho thế hệ trẻ mà còn phải để tâm đến cộng đồng người cao tuổi. Phó tổng thống sau đó giải thích rằng với hàm ý mọi người đều sống trong bối cảnh hiện tại và được xây dựng từ những gì đã xảy ra trong quá khứ song nhiều người vẫn khó hiểu với câu chuyện này kể từ khi bà harris thay thế tổng thống mỹ joe biden để tranh cử tổng thống tiktok và các nền tảng mạng xã hội khác đã lan truyền các hình ảnh và video có mặt bà các nhà lập pháp mỹ đang bày tỏ lo ngại về tiktok vì xuất xứ trung quốc tuy nhiên sự phổ biến của nền tảng đối với giới trẻ nói riêng và công chúng nói chung tại đây biến nó trở thành công cụ vận động đặc biệt quan trọng được các chính trị gia hưởng ứng trong khi đó Ông Trump chào sân TikTok vào tháng 6. Sau một tháng, tài khoản của ông có hơn 9,2 triệu người theo dõi. Video mới nhất của ông mang tiêu đề Camera Euphoria, tạm dịch Kamala, bà đã bị sa thải, trực tiếp nhằm vào đối thủ của mình. Đầu năm nay, ông chia sẻ với CNBC rằng dù bản thân lo ngại về an ninh quốc gia và quyền riêng tư của ứng dụng, ông tin cấm TikTok sẽ chỉ làm cho Facebook lớn mạnh hơn. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán Mới đây cáo buộc Mỹ đã phá hủy đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream, đồng thời cảnh báo về sự sụp đổ của liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, phát biểu tại Bailetusnat, một thị trấn có đa số người Hungary sinh sống ở miền Trung Romania, Thủ tướng Orbán đã cáo buộc Mỹ đứng sau vụ nổ năm 2022 làm hư hại đường ống dẫn khí Nord Stream vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức, gọi đó là một hành động khủng bố được thực hiện theo chỉ đạo rõ ràng của người Mỹ. Nhà lãnh đạo Hungary cũng chỉ trích châu Âu cho rằng EU đã nghe theo các yêu cầu của Mỹ thực hiện các lệnh trừng phạt gây tổn hại cho chính châu Âu và khiến giá năng lượng tăng cao. Thủ tướng Hungary cũng cảnh báo về sự sụp đổ của EU trong khi một trật tự thế giới mới đang hướng tới châu Á, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, cho rằng cựu tổng thống Mỹ sẽ ngừng tài trợ cho Ukraine và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình nếu được bầu. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Orbán cũng đề cập đến vấn đề Ukraine, nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể đạt được với vai trò trung gian hòa giải của bên thứ ba, bởi cả Ukraine và Nga đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng và không muốn đàm phán. Phản ứng cho các tuyên bố trên của Thủ tướng Orbán, đại sứ Mỹ tại Hungary David Pressman đã viết trên trang mạng xã hội X rằng những tuyên bố của Thủ tướng Orbán có nguy cơ làm thay đổi mối quan hệ của Hungary với Mỹ, đồng thời cáo buộc nhà lãnh đạo Hungary tuyên truyền các thuyết âm mưu của Nga về Mỹ. Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi các quốc gia khác trong EU chỉ trích gây gắt việc Thủ tướng Orbán đến Nga và Trung Quốc để thực hiện sứ mệnh hòa bình cho Ukraine. Ông Orbán có mối quan hệ nồng ấm nhất với Điện Kremlin trong số tất cả các nhà lãnh đạo EU. Về Ukraine, Thủ tướng Orbán bày tỏ nghi ngờ việc quốc gia bị xung đột tàn phá, có thể trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO hoặc EU. Ông nói, chúng tôi, những người châu Âu, không có tiền để làm điều đó. Ukraine sẽ quay trở lại tình trạng của quốc gia vùng đệm. Thủ tướng Hungary cho rằng sự bảo đảm an ninh quốc tế sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa Mỹ và Nga. Hungary đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU. Chính phủ của Thủ tướng Orbán đưa ra khẩu hiệu đưa châu Âu vĩ đại trở lại mô phỏng khẩu hiệu nổi tiếng của ông Donald Trump. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong tuyên bố của Washington và Berlin, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026. Theo Đài RT của Nga, những loại vũ khí này, bao gồm hệ thống SM-6 và Tomahawk, đã bị cấm ở châu Âu cho đến khi Washington rút khỏi hiệp ước mang tính bước ngoặt từ thời Chiến tranh Lạnh vào năm 2019. Theo tuyên bố chung do nhà trắng công bố, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai từng đợt hỏa lực tầm xa của lực lượng đặc nhiệm đa lĩnh vực ở Đức vào năm 2026, như một phần trong kế hoạch duy trì hoạt động của các khả năng này trong tương lai. Các hệ thống vũ khí được triển khai tới Đức sẽ bao gồm tên lửa phòng không SM-6 có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 2.500 km. Nhà Trắng cho biết, vũ khí siêu vượt âm đang phát triển cũng sẽ được đặt ở Đức và sẽ có tầm bắn xa hơn đáng kể so với các vũ khí trên đất liền hiện nay ở châu Âu. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng, để ngăn chặn việc nước này cho phép Mỹ triển khai tên lửa tầm xa trên lãnh thổ, trước tiên Nga phải ngừng kế hoạch quân sự ở Ukraine. Ông cho biết, điều đầu tiên Nga nên làm để ngăn Đức cho Mỹ triển khai vũ khí tầm xa là chấm dứt cuộc xung đột chống lại Ukraine. Ông Scholz cho biết, Việc triển khai tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Đức sẽ có tác dụng gian đe, đảm bảo rằng Đức không phải đối mặt với một cuộc tấn công tiềm tàng từ đối thủ. Ông cũng bác bỏ những lo ngại rằng kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ có thể dẫn đến gia tăng căng thẳng với Nga. Thủ tướng Scholz tin rằng Đức cần lực lượng và khả năng gian đe bên cạnh những gì chúng ta đã có, chẳng hạn như tên lửa hành trình và vũ khí thông thường tầm xa. Bình luận về quan điểm trên của Thủ tướng nước Olaf Scholz, Ngoại trưởng nga Sergei Lavrov nói rằng Thủ tướng Scholz nổi tiếng với những ý tưởng thiếu suy nghĩ. Ông Lavrov cho rằng kế hoạch triển khai tên lửa không phải xuất phát từ nguyện vọng của người dân Đức mà là do Mỹ quyết định. Ngoại trưởng Nga nói trong chuyến công du Lào, khi tin tức về kế hoạch được đưa ra, ông ấy, tức ông Schol, ngây thơ nói, tôi hoan nghênh quyết định triển khai tên lửa của Mỹ tại Đức. Ông ấy không che giấu sự thật rằng quyết định này là của Mỹ. Ông Lavrov nhấn mạnh, vấn đề chính ở đây không phải là việc Mỹ triển khai tên lửa trên lãnh thổ Đức và nhà lãnh đạo Đức không hiểu được lý do dẫn đến cuộc xung đột Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố họ sẽ thực hiện đến cùng các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch quân sự ở nước láng giềng. Ông Lavrov lưu ý rằng hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine nhằm mục đích loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga phát sinh từ Ukraine, nơi có kế hoạch đặt các căn cứ quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Theo nhà ngoại giao Nga, kế hoạch quân sự của Nga cũng nhằm mục tiêu bảo vệ người dân ở những khu vực miền đông Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập. Đức và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của Ngoại trưởng Nga. Trong lúc Ukraine vẫn ngóng chờ vũ khí phương Tây được vận chuyển đến, quân đội Nga đã liên tiếp mở những đợt tấn công lớn. Theo tuyên bố trước đó của người phát ngôn lực lượng Khotysia của Kiev, Trung tá Naja Volosin, Nga đã tiếp tục đạt được những ưu thế lớn ở miền đông Ukraine sau một thời gian tăng cường và mở rộng phạm vi giao tranh dọc theo chiến tuyến của quân đội Kiev tại khu vực Donetsk. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK nhấn mạnh bộ tư lệnh quân đội nga hiện đang cố gắng duy trì áp lực tấn công liên tục trên toàn bộ mặt trận để ngăn ukraine danh thế chủ động trên tiền tuyến cũng theo các chuyên gia isvk nga đã giao cho nhóm lực lượng trung tâm các hoạt động tấn công liên tục trên một mặt trận kéo dài hơn và phù hợp hơn với chiến lược này các chuyên gia cho biết quân đội nga gần đây đã mở rộng khu vực trách nhiệm aor của nhóm lực lượng trung tâm nga tại khu vực donetsk điều này cho thấy bộ tư lệnh quân đội nga đã giảm ưu tiên cho nhiệm vụ trước đây của nhóm này là chỉ hoạt động như một lực lượng cơ động tác chiến theo hướng Adipka. Theo nguồn tin, Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể giao cho nhóm lực lượng trung tâm chỉ huy cuộc tấn công chính ở tỉnh Donetsk, động thái cho thấy Moscow tin rằng những thắng lợi chiến thuật nhanh chóng gần thành phố Adipka là không thể. Hỏa lực của Ukraine đã được cải thiện kể từ khi các nhà lập pháp Mỹ thông qua gói viện trợ quân sự 61 tỷ đô la Mỹ vào tháng 4 mặc dù quá trình vận chuyển hàng viện trợ vẫn chưa theo kịp những cuộc tấn công dồn dập của Nga. Vào tháng 6, quân đội Kiev đã phải chuyển sang chiến lược câu giờ cho đến khi có thể tiếp nhận thêm vũ khí và đạn dược của phương Tây. Thời điểm đó, Kiev vẫn chưa đủ sức bật để tạo nên một đợt phản công lớn. Nga hoàn toàn hiểu rằng sự xuất hiện dần dần của một lượng lớn vũ khí và thiết bị quân sự, đặc biệt là tiêm kích F-16, sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không nếu điều này xảy ra lợi thế sẽ nghiêng về phía ukraine và cơ hội thành công của nga cũng giảm đi đây chính là lý do vì sao các chỉ huy quân moscow đang nỗ lực làm kiệt sức lực lượng vũ trang ukraine bằng cách làm gián đoạn việc huấn luyện binh sĩ dự bị ngăn chặn việc quân đội nước này tiếp nhận cũng như chuyển giao nhu yếu phẩm và vũ khí các cuộc tấn công của nga vào nguồn cung cấp quân nhu của các đơn vị ukraine diễn ra thường xuyên đến mức các tài xế phải thay đổi lịch trình liên tục các lữ đoàn đã phải áp dụng chiến thuật mới để tiếp tế cho mặt trận. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine đang ngày càng cảm thấy áp lực, bao gồm việc thiếu quân và mệt mỏi, cũng như phải chiến đấu dưới cái nắng oi bức của mùa hè, với nhiệt độ vào đầu tháng tăng vọt này lên hơn 40 độ C ở một số khu vực mặt trận. Lực lượng Ukraine cũng thấy rằng Nga đã gia tăng sử dụng bom thả từ trên không, đặc biệt là bom lượn thời Liên Xô, ở một số vùng giao tranh. Điều này đã gây thiệt hại đáng kể và ảnh hưởng đến tinh thần của lực lượng Ukraine trên tiền tuyến khi một số quả bom lượn nặng khoảng 3.000 kg có thể phá hủy các cứ điểm bộ binh và các tòa nhà với hậu quả thảm khốc. Theo nguồn tin của trang Bloomberg, máy bay không người lái của Ukraine đã bắn trúng một máy bay chiến đấu tại sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga. Theo nguồn tin này, các máy bay không người lái do tình báo quân sự Kiev phóng đã tiếp cận mục tiêu, máy bay ném bom siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-22M3 tại sân bay quân sự Olenia trên bán đảo Kola ở phía bắc nước Nga. Thông tin từ phía Ukraine nhấn mạnh, đòn tấn công bằng UAV nhắm vào sân bay Olenia ở Olenegos đã làm hư hại một máy bay ném bom Tu-22M3 của đối thủ. Vụ tấn công do cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU tiến hành. Ngoài ra, không có thêm thông tin chi tiết nào được công bố. Sân bay Olenia là căn cứ của máy bay chiến lược Nga, khoảng cách từ biên giới Ukraine đến sân bay này là 1.800 km. Ngoài ra, sân bay này còn nằm cách thành phố Murmansk, tây bắc nước Nga khoảng 90 km về phía nam. Đây là căn cứ không quân có vị trí chỉ cách trụ sở hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga khoảng 100 km và nằm gần vòng cực Bắc. Theo báo The Telegraph, đòn tấn công vào máy bay ném bom tại sân bay gần Bắc Cực là một thành công hiếm hoi đối với một trong những vũ khí hiệu quả nhất của Điện Kremlin. Moscow sử dụng phi đội gồm khoảng 60 máy bay ném bom Tu-22M3 để bắn tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Đầu năm nay, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một chiếc Tu-22M3. Hồi năm ngoái, một máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy ít nhất một máy bay ném bom như vậy tại một căn cứ không quân ở Nga. Trong khi đó, tờ Ukrainska Pravda đưa tin hai sân bay khác ở vùng Saratov và Ryazan ở miền trung nam nước Nga cũng được không quân Nga sử dụng làm căn cứ cho máy bay ném bom bị nhắm mục tiêu. Theo mô tả của tờ Kiev Post, tiếng nổ của ít nhất 3 vụ nổ vang lên tại căn cứ không quân Diazilevo. Thế nhưng, không rõ liệu máy bay không người lái tấn công của Ukraine có bắn trúng máy bay chiến đấu Nga nào hay không. Bên cạnh các cuộc tấn công vào những sân bay quân sự ở vùng Saratov và Ryazan của Nga, máy bay không người lái Ukraine tập kích một nhà máy lọc dầu tại Ryazan. Người dân ở Ryazan cho biết, máy bay không người lái đã bị đánh chặn khi đang tiếp cận nhà máy lọc dầu và sân bay quân sự Yazilevo. Những bức ảnh cho thấy khó bốc lên lan truyền trên mạng xã hội. Theo các kênh Telegram của Nga, tất cả các mục tiêu trên không đều bị đánh chặn và không có thiệt hại nào xảy ra đối với cơ sở hạ tầng và các cơ sở vật chất khác ở Nga. Quyền thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexey Seminov mới đây cho biết một kho dầu tại tỉnh này đã bốc cháy ngùn ngụt, ngụt. Nguyên nhân được cho là bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV. Theo quan chức tỉnh Kursk, vụ việc xảy ra tối 27 tháng 7 theo giờ địa phương, khiến ba bồn chứa nhiên liệu bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực dập lửa và tạm thời dập tắt hoàn toàn đám cháy tại một bồn chứa. Rất may không có người dân hay công nhân nào bị ảnh hưởng. Lực lượng cứu hỏa gồm 82 nhân viên và 32 phương tiện đặc biệt đã nỗ lực dập tắt các đám cháy còn lại. Trước đó, vào đêm và dạng sáng 28 tháng 7, hai tỉnh Belgorod và Kursk của Nga cũng đã bị UAV tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không đã phá hủy 5 UAV trên bầu trời Belgorod và hai chiếc nữa trên bầu trời tỉnh Kursk. Vào tháng 2, Ukraine cũng đã bị cáo buộc phóng máy bay không người lái UAV tấn công một cơ sở dầu mỏ của Nga ở khu vực biên giới Kursk. Báo cáo sơ bộ cho thấy vụ tấn công không gây thương vong. Những đoạn video về một đám cháy lớn đã lan truyền trên kênh Telegram. Kênh tin tức Baza của Nga cũng cho biết một thùng nhiên liệu 100 tấn đã bốc cháy và lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực để kiểm soát ngọn lửa. Trong những tháng gần đây, một số nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu trên khắp Liên bang Nga đã trở thành mục tiêu của các đòn tấn công, bao gồm các cơ sở ở Krasnodar Krai, Kaluga Oblast, Ryazan, Nizhny Novgorod, Oblast, Orion, Kursk, Volgograd và Saint Petersburg. Tờ Financial Times đưa tin các quan chức cấp cao tại Cơ quan An ninh Ukraine SBU và Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine HUR đã được cảnh báo rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có thể dẫn đến giá dầu cao hơn và kích động các biện pháp trả đũa từ Nga. Tuy nhiên, giới chức Ukraine chính thức lên tiếng phủ nhận thông tin này cho rằng các nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp và việc phá hoại cơ sở hạ tầng nhiên liệu của đối phương là theo tiêu chuẩn tốt nhất của NATO. Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương Olha Stefanisina cho biết Ukraine sẽ tiếp tục chiến dịch của mình cho đến khi các lực lượng vũ trang Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn phân tích cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga đã khiến khoảng 7% công suất lọc dầu của nước này không hoạt động trong quý đầu tiên của năm 2024. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, các lực lượng Kiev đã nhiều lần tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga. Những vụ tấn công bằng pháo binh, tên lửa và UAV của Ukraine vào các khu vực biên giới của Nga đã gây ra nhiều thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng dân sự. Trong tuyên bố ngày 24 tháng 7, kèm video ghi lại vụ tấn công, nhà chức trách Nga cho biết các lực lượng Moscow đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy sở chỉ huy, kiểm soát của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 63 của Ukraine ở Krasny Liman thuộc vùng Donbass. Thị trấn này nằm cách thành phố chiến lược Slavyansk, một trung tâm hậu cần quan trọng khoảng 30 km về phía đông bắc. Lực lượng Nga đã dùng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M để tập kích, loại bỏ binh sĩ bên trong sở chỉ huy cùng hai phương tiện giám sát điều khiển máy bay không người lái UAV, 10 UAV thông thường, hơn 300 UAV góc nhìn thứ nhất FPV, một thiết bị cột anten và ba xe địa hình của đối phương. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy một cuộc tấn công tên lửa vào một cơ sở ở vùng Kharkov, nơi được cho là có những huấn luyện viên quân sự và lính tư nhân phương Tây. Khoảng 50 người trong số đó đã thiệt mạng. Nga đã nhiều lần cảnh báo có binh sĩ và thiết bị quân sự nước ngoài ở Ukraine là mục tiêu hợp pháp. Đồng thời, Moscow khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự chứ không phải dân thường. Ông Viktor Litokin, người từng thuộc lực lượng vũ trang Nga và hiện là một nhà báo quân sự, nhận định với Sputnik, mức độ hiệu quả của Iskander M được công nhận mọi nơi ở phương Tây bởi tên lửa này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 500 km, độ lệch 5m so với trung tâm mục tiêu, được ví như lính bắn tỉa. Iskander M là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động trên đường với tầm hoạt động tối thiểu là 50 km và tầm hoạt động tối đa là 500 km. Khi được trang bị hệ thống dẫn đường tự động quang học thì sai số truyền mục tiêu chỉ là từ 5 đến 7 m Hệ thống Iskander M có thể được trang bị cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Các tên lửa hành trình được phóng từ hệ thống này có thể bay ở độ cao cực thấp để tránh bị phát hiện. Theo nhà quan sát quân sự Lý Tokin, khi nói về các tên lửa đạn đạo của hệ thống này, chúng có một số đặc điểm khác thường. Chuyên gia quân sự này cho hay, bên cạnh thực tế là tên lửa Iskander M là một tên lửa đạn đạo, thì nó cũng có thể được gọi là bán đạn đạo. Tên lửa Iskander M có thể bay dọc theo đường cong đạn đạo và sau đó thay đổi hướng bay sang phải, trái, trên, dưới với tốc độ siêu âm và tấn công mục tiêu được chỉ định. Hệ thống Iskander M được trang bị hai tên lửa để đảm bảo hỏa lực cao trong một cuộc tấn công. Bệ phóng của hệ thống này có thể phóng hai tên lửa đạn đạo hoặc hai tên lửa hành trình phụ thuộc vào nhiệm vụ được giao cho những người vận hành. Khi được hỏi liệu Iskander M có cần nâng cấp hay không, nhà quan sát quân sự này cho rằng không có điểm gì cần điều chỉnh ở hệ thống này, nó đã hoạt động rất tốt. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tác chiến Toshen của Nga đã giải phóng khu định cư Lozovaskoye ở Donetsk Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine cũng mất số lượng lớn binh sĩ trong các trận giao tranh với nhóm tác chiến Zapad của Nga trong tuần qua Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý nhóm tác chiến Yuk đã giành nhiều chiến thắng và khiến Ukraine mất hàng trăm quân Còn nhóm tác chiến Sever đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương và khiến nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng Ngoài ra Kiev còn mất nhiều nhân lực trong trận giao tranh với nhóm chiến đấu Vostok và hàng chục binh sĩ trong trận giao tranh với nhóm chiến đấu Donetsk. Cùng thời điểm, tập đoàn quân Tushen của Nga đẩy lùi ba cuộc phản công, trong đó Kiev cũng mất tới hàng trăm quân. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến trung tâm đã đẩy lùi 6 lữ đoàn Ukraine gần các thành phố Toresk, Ivanovka, Ukrainsk, Novogorodskoye, Shcherbinovka và Novoselovka-Pervaya. Cũng theo bộ này, các nhóm tác chiến khác của Nga cũng gây thiệt hại lớn cho Ukraine tại các khu vực mà các nhóm này phụ trách. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã phá hủy một nhà kho của Ukraine ở Donbass thuộc tỉnh Donetsk, nơi được cho là cất giữ một số hệ thống tên lửa phóng loạt và hơn một chục xe bọc thép. Cụ thể, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M tấn công cơ sở quân sự ở khu vực quan trọng Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk, nơi cất giữ nguồn lực pháo binh của lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 56 của Ukraine. Cuộc tấn công bằng tên lửa đã phá hủy một hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp. 5 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad thời Liên Xô, 5 xe tăng và khoảng 10 xe chiến đấu bọc thép. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video về cuộc tấn công cho thấy cột khói và lửa lớn có thể được nhìn thấy bốc lên từ một trong những tòa nhà lớn trong khu vực. Tên lửa Iskander có thể mang theo 700 kg thuốc nổ, bay xa tới 500 km và di chuyển với tốc độ siêu thanh. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander M thường mang theo hai đạn tên lửa và có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng một phút. Nga tích cực sử dụng tên lửa Iskander trong cuộc xung đột ở Ukraine để tấn công các khu vực tập kết, trung tâm chỉ huy và kiểm soát, sân bay, cơ sở công nghiệp quốc phòng và các mục tiêu quân sự khác của Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận hai cuộc không kích gần đây của Nga nhằm vào một nhà máy sản xuất xe tăng và một căn cứ lính tư nhân nước ngoài ở khu vực biên giới Kharkov. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã cho biết rằng Kiev đang chuẩn bị đàm phán với Nga. Theo Ngoại trưởng Ukraine, các cuộc đàm phán cần phải hợp lý, thực chất và nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài. Khi được đề nghị bình luận về những tuyên bố gần đây của các quan chức cấp cao Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba rằng Kiev sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Ngoại trưởng Ukraine nói như vậy, đôi khi ông ấy nói hoàn toàn ngược lại. Thành thật mà nói, tôi không nghe họ, đồng thời nhấn mạnh ông không quan tâm nhiều đến tuyên bố trên của Ukraine. Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky đã ám chỉ rằng ông muốn chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt và sẵn sàng đàm phán với Moscow, bất kể ai là lãnh đạo của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích rằng Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng nhiều vấn đề, bao gồm tính hợp pháp của ông Zelensky với tư cách là nguyên thủ quốc gia sau khi ông đã hết nhiệm kỳ Tổng thống và sự can thiệp của phương Tây, cần phải được giải quyết trước khi bất kỳ cuộc đối thoại thực chất nào có thể bắt đầu. Tổng thống Putin cho rằng hiến pháp Ukraine và các luật khác không có chỗ nào diễn giải rằng ông Zelensky tiếp tục nắm quyền. Một vấn đề khác có thể cản trở nghiêm trọng tiến trình hòa bình là xác lệnh năm 2022 của ông Zelensky cấm bất kỳ nguyên thủ quốc gia Ukraine nào tham gia đàm phán với Tổng thống Putin. Vào tháng 6, Tổng thống Putin cũng cho biết Nga sẽ lập tức ngừng bắn và bắt đầu đàm phán nếu lực lượng Ukraine rút khỏi bốn khu vực Moscow đã sáp nhập, đồng thời từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Ông Putin còn cho biết thêm rằng Nga sẵn sàng đảm bảo cho việc rút quân an toàn của các đơn vị Ukraine. Ngoài ra, tổng thống Nga cũng yêu cầu Ukraine duy trì quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư. Gần đây, ông Putin đã tiếp tục khẳng định rằng lệnh ngừng bắn giữa Moscow và Kiev chỉ có thể được thống nhất nếu Ukraine thực hiện một số bước đi không thể đảo ngược mà Nga có thể chấp nhận được. Ông nói thêm nếu không, việc ngừng bắn sẽ được Kiev sử dụng để tự vũ trang và sẵn sàng tiếp tục xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết, ông đang có kế hoạch vạch ra một kế hoạch vào cuối tháng 11 để đạt được hòa bình ở Ukraine. Ông Zelensky bày tỏ tin tưởng rằng việc tăng cường quân đội Ukraine, sự hỗ trợ từ Mỹ và các quốc gia khác cùng với áp lực ngoại giao quốc tế nhằm vào Nga sẽ là ba yếu tố đưa cuộc xung đột đến hồi kết công bằng. Tổng thống Ukraine cho biết, ông đã nhận được các đề xuất không chính thức về việc đóng băng xung đột, nhưng đã từ chối các đề xuất này. Ông nói thêm rằng trọng tâm của kế hoạch sẽ là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và chủ đề này sẽ được thảo luận với các quốc gia liên quan. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã kiên quyết không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên diễn ra ở Thụy Sĩ hồi tháng 6, bất chấp những cảnh báo của các nước cho rằng hội nghị khó có thể thành công khi không có sự hiện diện của cả hai bên trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, trong một động thái bất ngờ mới đây, ông Zelensky dường như đã dịu giọng trong vấn đề này khi thừa nhận khả năng có một phái đoàn Nga tham dự hội nghị hòa bình lần hai trang mil in ua dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine viết Các đơn vị tên lửa của Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng các đơn vị khác đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào sân bay quân sự Saki ở bán đảo Crimea. Đó là một trong những sân bay được phía Nga sử dụng để kiểm soát bầu trời, nhất là bầu trời biển đen, cũng như thực hiện các cuộc tấn công đường không nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Theo Kiev Post, tại căn cứ không quân Saki, gần làng Novofedorovka, trên bờ biển phía tây Crimea, ít nhất hai vụ nổ lớn. Video định vị khu vực này cho thấy đám cháy bốc cao hơn 100 m và hơn 10 vụ nổ nhỏ đã xảy ra. Một kho đạn máy bay được cho là đã bị phá hủy và khi ngọn lửa bùng phát, tên lửa không đối không của không quân Nga trong bong ke đã bốc cháy. Kênh truyền thông độc lập Astra của Nga cho biết nhiều binh sĩ Nga đã bị thương. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine không nêu rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng, nhưng cho biết cuộc tấn công do lực lượng tên lửa của Ukraine cùng với các lực lượng khác tiến hành. Bình luận về vụ việc trên, theo các nhà quan sát quân sự của iva pro Trước khi cuộc tấn công diễn ra, một máy bay trinh sát RC-135V của Mỹ đã được phát hiện ở Biển Đen. Rất có thể, máy bay này đã thực hiện thu thập dữ liệu xung quanh khu vực và chuyển chúng cho lực lượng ngũ trang Ukraine, cho phép Kiev lên kế hoạch tấn công các mục tiêu chiến lược cũng như quân sự của Nga. Trong một diễn biến mới, Cổng Thông tin theo dõi chuyến bay Flightradar cho biết hai máy bay trinh sát NATO đã được điều tới Romania để theo dõi tình hình ở Crimea. Theo báo cáo, một chiếc máy bay Boeing RC-135W Rivet của không quân Anh có số hiệu RRR-7224 đã cất cánh từ căn cứ không quân Washington cùng một máy bay tuần tra chống tàu ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đến từ căn cứ không quân NATO Shigonella ở Sisin đang hoạt động ngoài khơi bờ biển Rumani. Nhiều khả năng, hai máy bay này được điều đến để theo dõi kết quả của cuộc tấn công của Ukraine vào sân bay Saki ở Crimea. Hàng trăm binh sĩ Ukraine mới đây hầu như đã bị bao vây bên ngoài ngôi làng progress ở miền đông Ukraine. Đây là bước lùi mới nhất của lực lượng Ukraine. Tại khu vực tiền tuyến đã có nhiều nguy cơ nhất cho quân đội Nga. Giới quan sát Ukraine mới đây thừa nhận Nga đã kiểm soát Progress. Theo kênh Riyadoka, lực lượng Ukraine cuối cùng đã rơi vào vòng vây tại phía bắc Progress trên mặt trận Adipka. Cụ thể, quân đội Nga phát huy đạt thắng lợi để đạt được những thành công mới và kiểm soát hoàn toàn làng Vochie. Ở phía bắc của những khu định cư này lực lượng Moscow đã chia thành hai hướng, tạo gọn kìm bao vây hai tiểu đoàn từ lữ đoàn cơ giới số 31 của quân đội Ukraine. Hai tiểu đoàn của đơn vị này đã rơi vào vòng vây và hầu hết binh sĩ của họ đều không thể thoát ra. Theo đánh giá, các đơn vị Ukraine này đã không nhận được lệnh rút lui từ ban chỉ huy lữ đoàn và đứng trước nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Tuy nhiên, dự án bản đồ Deep State, một kênh có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine HUR cho biết, hai tiểu đoàn này đã tự rút lui trong đêm. Kênh Deep State cho biết, chỉ huy lữ đoàn không ra lệnh rút lui, nhưng hai tiểu đoàn 1 và 3 với sự hỗ trợ của các đơn vị pháo binh, trinh sát trên không và các lực lượng lân cận đã có thể thoát khỏi vòng vây và bảo toàn lực lượng. Báo cáo của kênh Deep State viết, đó là một hoạt động rất căng thẳng và khó khăn. Điều quan trọng nhất là những người lính còn sống và tiếp tục ngăn chặn đối phương. Lữ đoàn 31 và 47 vẫn là trụ cột phòng thủ chính trong khu vực đó. Sĩ quan báo chí của lữ đoàn 31 cũng xác nhận với báo Ukraine Skarpravda về việc hai tiểu đoàn đã rút khỏi vòng vây. Theo nhận định của báo Force, việc rút quân không phải là thảm họa đối với Ukraine, nhưng điều đáng lo ngại hơn là một lữ đoàn tiền tuyến của Ukraine dường như đang đổ vỡ trong bối cảnh có nhiều vấn đề lớn với công tác chỉ huy và kiểm soát trên toàn khu vực của Ukraine. Từ Progress, quân đội Nga tiếp tục tiến dọc theo đường sắt về phía Zeleny và đến Vesioli, nhưng khó có khả năng họ sẽ tạo ra bước đột phá mới nếu không tăng cường sức mạnh cho hai bên sườn, kiểm soát Ivanovka và Vesioli. Ngoài ra, Force cũng dẫn báo cáo của Deep State cho biết tiền tuyến tại làng Progress gặp vấn đề nghiêm trọng vài ngày trước đó khi một lữ đoàn bộ binh rút lùi hỗn loạn lữ đoàn cơ giới 47 tinh nhuệ của quân đội Ukraine đã được tung vào để chữa cháy nhằm chặn đà đột phá của Nga. Tuy nhiên, lữ đoàn 47 bị áp đảo về số lượng không thể kiềm chế được đối phương. Hiện lữ đoàn 47 và lữ đoàn 31 đang nỗ lực giữ phòng tuyến phía tây của làng Prohres. Trong khi đó, Nga đang tiếp tục tìm cách mở rộng kiểm soát trong khu vực và tiến về hướng Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Một quan chức tình báo quân sự Ukraine cho biết, Nga bắt đầu triển khai máy bay không người lái UAV mới trong các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine. Reuters mới đây dẫn lời quan chức trên cho biết, Nga dùng UAV giá rẻ để xác định hệ thống phòng không, quay phim thiệt hại và đóng vai trò là mồi nhử. Hai loại máy bay không người lái mới mà Nga sử dụng trong năm cuộc tấn công trong vòng 2 đến 3 tuần qua được sản xuất từ các vật liệu rẻ tiền như nhựa xốp và gỗ dán. Một loại mang theo máy ảnh và thẻ SIM điện thoại di động để gửi hình ảnh trở lại cho quân đội Nga. Phát ngôn viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Andriy Cherniak cho biết, các UAV này xác định vị trí các nhóm chiến đấu di động của chúng tôi vốn đang sử dụng súng máy để bắn hạ chúng. Ngoài ra, chúng cũng chụp ảnh vị trí tất cả các hệ thống phòng không của chúng tôi. Các thông tin mới này là bằng chứng cho thấy Nga đang tìm cách thay đổi chiến thuật và thử nghiệm công nghệ mới để giành lợi thế trong cuộc xung đột. Theo ông Cherniak, một loại máy bay không người lái mới của Nga có gắn camera không mang theo chất nổ, nhưng rất giống với máy bay không người lái Shahed và thường bay theo nhóm. Còn loại máy bay không người lái mới thứ hai không chỉ chứa hoặc chỉ chứa một lượng nhỏ thuốc nổ và đang được sử dụng làm mồi nhử. Ông Cherniak cho rằng dù có tầm bay xa nhưng máy bay không người lái mới có giá 10.000 đô la Mỹ mỗi chiếc, rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa phòng không. Chưa kể chúng có thể bay ở độ cao 1.000 mét, nằm ngoài tầm bắn của súng máy và súng trường tự động. Rất khó phân biệt các UAV này với UAV tấn công thông thường. Thông tin trên nếu đúng cho thấy Nga đang tìm cách điều chỉnh chiến thuật, thử nghiệm công nghệ mới để giành lợi thế trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào các thành phố, cơ sở hạ tầng của Ukraine. UAV tấn công Shahed do Iran thiết kế, bay đến mục tiêu và phát nổ khi va chạm, đã trở thành vũ khí chính trong các cuộc tấn công trên không của Nga kể từ khi nước này phát động kế hoạch quân sự vào Ukraine hồi năm 2022. Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để đẩy lùi các cuộc không kích của Nga, đồng thời cố gắng che giấu vị trí các hệ thống phòng không của mình. Đại diện tập đoàn Rostec của Nga vừa qua cho biết, những chiếc Abrams được cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine không đáp ứng các yêu cầu bảo vệ đặc biệt là phần tháp pháo, thân xe. Chỉ cần một đòn tấn công chính xác từ đạn dẫn đường Krasnopol, chiếc xe tăng chủ lực do Mỹ sản xuất có thể bị hạ gục. Đại diện tập đoàn quốc phòng của Nga nhấn mạnh, các xe bọc thép của Mỹ, trong đó có Abrams, liên tục bị phá hủy bởi những quả đạn pháo này trong khu vực hoạt động đặc biệt. Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa tin, lực lượng Moscow đã phá hủy một xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở Donbass. Theo phía Nga, chiếc Abrams trong đoạn video bị đạn pháo dẫn đường Krasnopol của Moscow bắn trúng. Nga cho hay chiếc Abrams đã bị UAV của Moscow phát hiện gần thành phố Adipka. Sau đó, pháo tự hành M-Star S 152mm đã được triển khai để tấn công nó. Bắn ra Krasnopol, một binh sĩ Nga biệt hiệu Georgix cho biết quả đạn Krasnopol đầu tiên đã bắn trúng xe tăng Ukraine. Binh sĩ Georgix và đồng đội khi đó đều không biết rằng họ đang bắn vào chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất. Lầu năm góc cuối năm ngoái xác nhận 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams cùng phụ tùng và đạn dược đã được chuyển giao cho Ukraine. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm 2024, các phương tiện này mới chính thức có mặt ở tiền tuyến. Vào đầu năm nay, Forbes lưu ý rằng Ukraine không thể sử dụng xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất trên tiền tuyến vì nhiều lý do. Còn Krasnopol là đạn pháo dẫn đường chính xác do Liên Xô nghiên cứu từ những năm 1970, được đưa vào sản xuất năm 1986. Krasnopol bao gồm đạn dẫn đường có sức nổ cao và thiết bị chỉ định mục tiêu bằng laser. Krasnopol được mệnh danh là trăm phát trăm chúng nhờ khả năng phá hủy chính xác các mục tiêu kiên cố trên chiến trường, trong đó có xe tăng và xe thiết giáp. Eurasian Times nhận định Krasnopol có thể là đối thủ đáng gờm của xe tăng Abrams Mỹ và Leopard Đức. Điểm nổi bật nhất của vũ khí này là đầu đạn tự dẫn, giúp cho Krasnopol có thể tấn công chính xác ngay trong lượt tấn công đầu tiên, không giống như nhiều tên lửa dẫn đường bằng vệ tinh, Krasnopol có thể bắn trúng các mục tiêu đang di chuyển. Theo một ước tính, với mục tiêu đứng yên, Krasnopol có tỷ lệ đánh trúng từ 85 đến 95%, trong khi với mục tiêu di chuyển, con số này vào khoảng 70%. Nga đang tăng cường tấn công các vị trí của Ukraine bằng một loại bom lượn mới nặng 3 tấn, loại vũ khí có sức công phá lớn và rất khó đánh chặn. Việc đối phó loại vũ khí này có thể gây nhiều rủi ro đối với Ukraine. Nga đã bắt đầu sử dụng siêu bom FAB-3000 M54 trong chiến đấu từ tháng 6 năm 2024. Các chuyên gia về xung đột cho biết, Ukraine có rất ít phương tiện để đánh bại mối đe dọa này. Kiev có thể di chuyển các hệ thống phòng không tốt nhất của họ đến gần tiền tuyến, nhưng điều đó sẽ khiến chúng dễ bị tấn công. Ngoài ra, Ukraine cũng không thể sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các căn cứ của Nga nơi bom lượn được sử dụng. Bom lượn của Nga đã gây ra nhiều vấn đề cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Đặc biệt trong thời gian gần đây, tốc độ tấn công đã tăng lên đáng kể, chủ yếu là xung quanh khu vực Đông Bắc Kharkov, vốn đang bị Nga bao vây. Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ gia tăng việc sản xuất bom lượn FAB-3000. Nhiều video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy quả bom có sức công phá khủng khiếp, có thể xóa sổ mọi thứ trong bán kính hoạt động của nó. Các nhà phân tích xung đột tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh hồi tháng 6 vừa qua cảnh báo, việc Nga sử dụng bom lượn FAB-3000 mới là một bước phát triển đáng kể sẽ gây ra sự tàn phá nghiêm trọng đối với các vị trí quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bên cạnh đó, việc đánh chặn loại bom này không phải nhiệm vụ dễ dàng. Phát biểu với Business Insider, ông Justin Brown, một chuyên gia về Nga và chiến tranh trên không tại Viện Các Quân Chủng Thống Nhất Hoàng gia Anh cho rằng, Nga đã cải tiến bộ kit của bom lượn để nó có khả năng chống gây nhiễu GPS cao, khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn khi muốn can thiệp vũ khí này. Sau khi được thả từ máy bay, bom lượn có thời gian bay ngắn, tạo ra các tín hiệu radar nhỏ và không di chuyển theo quỹ đạo đạn đạo. Những đặc điểm này khiến chúng rất khó bị phát hiện và đánh chặn. Chưa kể, Ukraine không có nhiều tên lửa phòng không để bắn hạ loại bom này giữa không trung. Vì thế, lựa chọn duy nhất của Kiev là phải phát hiện máy bay đối phương trước vụ phóng. Họ phải tìm cách bắn hạ những chiếc Su-34 trên mặt đất hoặc trên không trước khi chúng thả bom. Để đánh chặn máy bay trên không, Ukraine sẽ phải đưa các hệ thống tiên tiến nhất của nước này đến gần tiền tuyến. Hệ thống phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất được cho là hệ thống phù hợp nhất cho nhiệm vụ này, nhưng Ukraine chỉ có một vài hệ thống, trong khi nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn đang khan hiếm. Patriot là tài sản có giá trị và không dễ thay thế, vì thế việc đưa hệ thống này đến gần tiền tuyến hơn trong phạm vi hỏa lực của Nga là một thách thức lớn. Chuyên gia George Barros thuộc Viện nghiên cứu chiến tranh ISW nhận định, Ukraine phải có khả năng phá hủy các loại pháo binh của Nga để bảo vệ tên lửa Patriot và triển khai hệ thống này trên tiền tuyến. Tuy nhiên theo ông Việc triển khai vũ khí tiên tiến như vậy đến gần tuyến đầu là công việc rất rủi ro. Để làm gián đoạn các phi vụ ném bom của đối phương, Ukraine cần cố gắng tấn công những căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, nơi máy bay ném bom chiến đấu Su-34 mang bom FAB-3000 chuẩn bị cất cánh. Ukraine đã thực hiện công việc này ở một mức độ nhất định bằng cách sử dụng máy bay không người lái tầm xa tự chế. Tuy nhiên, Kiev đang gặp phải rào cản lớn do những hạn chế về việc sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công các vị trí nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Các chuyên gia cho biết, Mỹ vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa đạn đạo ATACMS phóng từ pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS tấn công các căn cứ không quân của Nga. Nếu được phép dùng ATACMS tấn công lãnh thổ Nga, Ukraine có thể mở rộng phạm vi đòn đánh và nhắm vào căn cứ không quân của đối phương nằm ngoài tầm với của đốc kết thông thường phóng từ pháo HIMARS. Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Tình hình ở mặt trận Pokrovsk, thuộc Donetsk, hiện khó khăn nhất và các vị trí tại đây phải được tăng cường. Trong bài phát biểu video vừa qua, tổng thống Ukraine nói: "Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ Chỉ huy quân sự, chúng tôi đã phân tích cẩn thận tình hình ở những khu vực gặp khó khăn, chủ yếu là hướng Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Đây là hướng đã và vẫn đang là trọng tâm chính của các cuộc tấn công từ phía Nga. Theo đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Siskii đã gửi hai báo cáo. Mọi việc phải được thực hiện và sẽ được thực hiện để củng cố các vị trí" cũng như khả năng của Ukraine trong việc gây ra tổn thất hữu hình cho quân đội Nga. Trong một báo cáo từ mặt trận phía đông, ông Oleksandr Shishkin cho biết quân đội Nga không quan tâm đến mức độ tổn thất khá cao mà tiếp tục tiến về phía Pokrovsk. Theo bản đồ chiến trường tình báo nguồn mở, Pokrovsk cách vùng đất do Nga kiểm soát chưa đầy 25 km và nằm ở ngã tư đường bộ, đường sắt, khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường ở phía đông. Tướng Shishkin cho biết thêm, các hoạt động chiến đấu tích cực với cường độ khác nhau đang diễn ra trên toàn bộ mặt trận. Lưu ý rằng các lực lượng Nga cũng đang cố gắng giành quyền kiểm soát các đảo nhỏ trên sông Dniep gần thành phố Kherson, miền nam Ukraine. Trong khi đó, ở Kharkov, hãng tin TASS của Nga dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự, dân sự do Nga bổ nhiệm ở vùng Kharkov. Vitaly Ganchev nói như sau, Nhìn chung, tôi có thể nói rằng quân đội Nga đang di chuyển khá chậm, nhưng đều đặn về phía Kupiansk và kiểm soát con đường nối Kupiansk và Svatovo quân đội Nga đã kiểm soát một số cộng đồng dọc theo con đường đó. Mặt khác, sự hoài nghi về khả năng Ukraine lật ngược thế cờ và giành được chiến thắng cuối cùng, tướng Sitsky nhấn mạnh về nhiều diễn biến tích cực. Ông Sitsky nói, máy bay F-16 sẽ tăng cường phòng không của Ukraine, chúng sẽ cho phép Kiev hoạt động hiệu quả hơn trong việc chống lại tên lửa hành trình Nga và tấn công mục tiêu trên mặt đất một cách chính xác. Bên cạnh đó, Nga có không quân vượt trội và phòng không rất mạnh, do đó Ukraine ngày càng ưa chuộng các hệ thống máy bay không người lái UAV. Ông Sitsky cho biết các lực lượng Ukraine đang sử dụng UAV rất hiệu quả và đang thử nghiệm các hệ thống robot trên bộ. Các robot có thể cung cấp đạn dược hoặc hỗ trợ người lính bị thương. Ông Sitsky cũng tiết lộ Ukraine đã thành lập một bộ chỉ huy hệ thống không người lái đầu tiên trong lực lượng nước này. Ngày 27 tháng 7, hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin trong Quốc hội Ấn Độ cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có thể đề nghị New Delhi làm trung gian hòa giải xung đột ở Ukraine. Đề xuất này có thể được đưa ra trong chuyến thăm Ukraine của ông Modi. Theo nguồn tin, Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Nga và Thủ tướng có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Vladimir Putin. Ấn Độ đồng thời cũng có mối quan hệ tốt đẹp với Ukraine. Cả hai bên đều tin tưởng vào Ấn Độ. Nguồn tin cho biết thêm, Ấn Độ nhiều lần tuyên bố sẵn sàng giúp giải quyết xung đột. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được khi có sự đồng ý của cả hai bên. Chính quyền Ấn Độ luôn cho rằng chỉ có đàm phán và ngoại giao mới có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc này. Đầu tháng này, Nhà Trắng cho rằng mối quan hệ của Ấn Độ với liên bang Nga có thể giúp New Delhi có khả năng tác động để Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột với Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo, thư ký báo chí Nhà Trắng, bà Karine jean cho biết Ấn Độ là một đối tác chiến lược của Mỹ mà hai bên có thể tham gia vào cuộc đối thoại đầy đủ và thẳng thắn, bao gồm cả mối quan hệ của Ấn Độ với liên bang Nga. Do đó, theo bà jean tất cả các quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ, cần ủng hộ những nỗ lực nhằm đạt được một nền hòa bình lâu dài và công bằng đối với Ukraine. Báo Jimpe tin rằng mối quan hệ lâu dài của Ấn Độ với liên bang nga mang lại cho New Delhi khả năng thúc giục tổng thống Vladimir Putin chấm dứt cuộc giao tranh khốc liệt ở Ukraine. Trước đó, hãng tin RIA của nga đưa tin 12 quốc gia và tổ chức tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại thụy sĩ gần đây đã từ chối ký vào thông cáo chung sau hội nghị. Trong số các nước này có Ấn Độ, Brazil, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE. Phía Ấn Độ sau đó đã đưa ra giải thích cho quyết định này rằng Ấn Độ tin rằng chỉ có sự tham gia chân thành và thực tế mới có thể dẫn đến một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. New Delhi cũng nêu rõ, mặc dù Ấn Độ tham gia vào hội nghị hòa bình Ukraine, nhưng chỉ dự phiên khai mạc và bế mạc mà không ký vào bất kỳ thông cáo hoặc tài liệu nào của sự kiện. Ấn Độ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với cả Nga và Ukraine cũng như các bên liên quan khác để đóng góp vào mọi nỗ lực nghiêm túc nhằm mang lại hòa bình sớm và lâu dài. Kênh tin tức Uyon trước đó dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Modi có thể diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 8, nhiều khả năng là vào ngày 23 tháng 8. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ xếp hạng của Ukraine từ bậc CC xuống C. Với việc hạ tín nhiệm của Ukraine xuống bậc C, Fitch đã thể hiện quan điểm rằng quá trình vỡ nợ đối với Ukraine đã bắt đầu. Trước đó, Ukraine thông báo đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc với một nhóm chủ nợ để tái cấu trúc 20 tỷ đô la Mỹ trái phiếu quốc tế. Diễn biến này đưa quốc gia vùng Đông Âu tiến gần hơn đến việc tái cơ cấu nợ ở quy mô chưa từng có. Thủ tướng Ukraine, ông Denis Mihan và Bộ Tài chính nước này cho biết đã đạt được các thỏa thuận cơ bản với Ủy ban những người nắm giữ trái phiếu châu Âu, Eurobond của Ukraine. Thỏa thuận quy định rằng trái phiếu châu Âu hiện tại sẽ được đổi lấy một gói trái phiếu châu Âu mới với giá trị nợ danh nghĩa giảm 37%. Ủy ban từ bỏ yêu cầu đòi bồi thường số tiền 8,67 tỷ đô la Mỹ. Ngày đáo hạn của trái phiếu châu Âu sẽ được gia hạn và đợt hoàn trả đầu tiên với số tiền 1,172 tỷ đô la Mỹ sẽ diễn ra năm 2029. Theo Thủ tướng Smihan, thỏa thuận này sẽ giúp tiết kiệm 11,4 tỷ đô la Mỹ tiền nợ trong 3 năm tới và 22,75 tỷ đô la Mỹ khác cho đến năm 2033. Nhờ đó, Ukraine sẽ có thể có thêm các nguồn lực cho quốc phòng, an sinh xã hội và tái thiết. Nếu không tái cơ cấu, số nợ gốc sẽ phải trả trong giai đoạn 2024-2029. Động thái này diễn ra sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật vào tuần trước cho phép chính phủ đình chỉ thanh toán nợ trong 3 tháng và vỡ nợ. Quyền này được áp dụng đến ngày 1 tháng 10 để đảm bảo quá trình ký kết thỏa thuận tái cơ cấu nợ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, Fitch nhận định thỏa thuận của Ukraine với các chủ nợ thương mại bên ngoài cấu thành một cuộc trao đổi nợ khó đòi, DDE, theo tiêu chí xếp hạng chủ quyền của công ty. Theo Fitch, động thái này đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình giống như vỡ nợ. Theo Reuters, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, đã thảo luận về phương án gia hạn lệnh trừng phạt tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga để có thể đảm bảo các khoản vay lớn của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cho Ukraine. Hồi tháng 6, G7 và EU nhất trí sẽ sử dụng tiền lãi từ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Phần lớn trong số tài sản của Nga trị giá khoảng 300 tỷ đô la Mỹ nằm tại EU, chủ yếu ở Bỉ, theo quy định hiện hành của EU, các quốc gia thành viên cần đồng thuận trước khi lệnh trừng phạt được gia hạn. Tuy nhiên, một số quốc gia G7 bao gồm Mỹ, lo ngại nguy cơ 27 quốc gia thành viên EU có thể bất đồng về vấn đề này, từ đó kéo theo những tác động đến toàn bộ khoản vay. Quay trở lại với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và những diễn biến nóng liên quan đến cuộc xung đột trong khu vực, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Theo hãng tin Reuters, mới đây Israel cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah Liban nã rocket vào sân bóng đá ở cao nguyên Golan, khiến 12 người thiệt mạng và cảnh báo sẽ đáp trả. Theo Israel, vụ tấn công đã trúng một sân bóng đá tại làng Druze, thị trấn Masdan Sam thuộc cao nguyên Golan, nơi Israel giành quyền kiểm soát từ Syria sau chiến tranh Trung Đông năm 1967. Dịch vụ xe cứu thương của Israel cho biết, ngoài 12 người thiệt mạng, vụ tấn công khiến nhiều người bị thương do các rocket rơi trúng sân bóng trong lúc có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên tập trung ở đây, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Hezbollah sẽ phải trả giá đắt, cái giá mà cho đến nay nhóm này vẫn chưa phải trả. Trả lời hãng thông tấn Reuters, quan chức cấp cao của Hezbollah Mohammad Afif đã phủ nhận trách nhiệm của nhóm này trong vụ tấn công bằng tên lửa vào một ngôi làng ở khu vực cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Hiện tại, quân đội Israel đang phối hợp với các đơn vị chức năng để đánh giá kỹ hơn tình hình. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel cảnh báo sẵn sàng thực hiện một cuộc chiến tổng lực với Hezbollah. Theo thông tin từ văn phòng Thủ tướng Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đã chỉ đạo chuyến bay chở ông từ Mỹ về Israel sau khi được báo cáo thông tin về vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào ngôi làng Masdan Sam. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, giới tướng lĩnh quân đội và an ninh nước này tối qua đã trình lên Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galan các phương án đáp trả nhằm vào Hezbollah và ông Galan đã chính thức đưa ra lựa chọn đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả cụ thể không được đề cập. Trong phản ứng chính thức đầu tiên về vụ việc, Chính phủ Liban ra tuyên bố lên án tất cả các hành động nhằm vào dân thường, coi việc tấn công dân thường là hành vi trái với luật pháp quốc tế và đi ngược lại các nguyên tắc nhân đạo. Chính phủ Liban cũng kêu gọi lập tức chấm dứt các hành động thù địch kéo dài nhiều tháng qua dọc biên giới Israel-Liban. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại Israel sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích và pháo kích vào Liban trong những giờ tới, đặc biệt không loại trừ khả năng Israel sẽ tăng cường ám sát các thủ lĩnh Hezbollah, trong đó có Tổng thư ký Hassan Nasrallah, thậm chí phát động tấn công bộ binh vào Liban. Kịch bản này nếu xảy ra sẽ khiến cục diện chiến sự toàn Trung Đông diễn biến cực kỳ phức tạp và khó lường. Trích dẫn các nguồn tin, hãng tin Reuters cho biết Israel có ý định thay đổi kế hoạch thỏa thuận ngừng bắn với phong trào Hamas của Palestine. Theo nguồn tin, tại các cuộc đàm phán tổ chức tại Cairo vào đầu tháng 7, giới chức Israel đã áp đặt điều kiện mới là phải sang lọc dân thường khi họ di chuyển từ phía Nam đến phía Bắc giải Gaza, dẫn lời một quan chức phương Tây. Hãng tin Reuters cho biết, các quan chức Israel tham gia đàm phán muốn một cơ chế kiểm tra dân thường trở về phía Bắc Gaza bởi họ lo ngại những người dân này có thể hỗ trợ các chiến binh Hamas vẫn cố thủ ở đó. Tuy nhiên, quan chức giấu tên cho biết, Hamas đã bác bỏ điều kiện này. Các nguồn tin nói rằng Israel cũng yêu cầu trao quyền kiểm soát biên giới giữa Gaza và Ai Cập cho quân đội nước này. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhà trắng và Bộ ngoại giao Ai Cập vẫn chưa đưa ra bình luận về điều kiện trên. Trước đó, một phát ngôn viên của Hamas cho biết các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ lâu do sự cố chấp và chiến thuật làm chậm và kéo dài của Israel. Phát ngôn viên này nói thêm rằng Israel cũng đưa ra các điều kiện mới vượt ngoài đề xuất mới nhất để giải quyết xung đột ở giải Gaza. Trong diễn biến liên quan, ngày 25 tháng 7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có các cuộc gặp riêng tại Nhà Trắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris để thảo luận cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Hamas tại Gaza cũng như khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Theo thông cáo của Nhà Trắng, tại cuộc gặp, Tổng thống Biden cho rằng Israel và Hamas cần thu hẹp khoảng cách, nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận, đưa các con tin trở về nhà và chấm dứt lâu dài cuộc xung đột ở giải Gaza. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc dỡ bỏ các rào cản đối với hoạt động viện trợ, bảo vệ mạng sống của dân thường trong các kế hoạch quân sự. Cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu cũng đã gặp Phó Tổng thống Harris. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình sau cuộc gặp, Bà Harris nhấn mạnh đã đến lúc kết thúc cuộc xung đột này, cho rằng Thủ tướng Netanyahu cần ký kết một thỏa thuận hòa bình. Bà Harris kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine, đồng thời hối thúc cả Israel và Hamas nhất trí thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin, nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Trong khi đó, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà trắng, John Kirby cho biết vẫn còn khoảng cách giữa Israel và Hamas trong nỗ lực ngừng bắn, song đã gần nhau hơn. Do đó, hai bên đều phải thỏa hiệp. Quân đội Israel mới đây cho biết họ đã giao tranh với các chiến binh Palestine ở Khan Yunis, miền nam giải Gaza và phá hủy các đường hầm cùng các cơ sở hạ tầng khác, trong khi các nhóm chiến binh tấn công quân đội Israel bằng súng cối. Theo quân đội Israel, họ đã loại bỏ hàng trăm chiến binh Hamas kể từ khi bắt đầu chiến dịch mới tại Khan Yunis. Các cuộc không kích đã nhằm vào các nhóm chiến binh Hamas khi các nhóm này dùng súng cối tấn công bộ binh Israel. Trong khi đó, một kênh Telegram do các cánh vũ trang của Hamas và Jihad Hồi giáo điều hành cho biết, các chiến binh đã tiến hành các trận chiến ác liệt với quân đội Israel ở phía đông Khan Yunis bằng súng máy, súng cối và vũ khí chống tăng. Ngoài Khan Yunis, binh sĩ quân đội Israel và các tay súng Hamas tiếp tục giao tranh tại thành phố Rafah ở phía nam vùng lãnh thổ này. Đụng độ tập trung tại các khu vực trung tâm và phía tây Rafah, nơi xe tăng Israel tiến vào trước đó. Phía quân đội Israel xác nhận đã loại bỏ một nhóm các tay súng Hamas, phá hủy đạn dược, hầm và cơ sở hạ tầng ở Tenan Sultan, một trong tám trại tị nạn của người Palestine thuộc phía đông Rafah. Các cuộc giao tranh liên tục kéo dài hơn 9 tháng kể từ khi Israel bắt đầu tấn công vào giải Gaza đã cho thấy khó khăn mà quân đội Israel gặp phải trong việc tiêu diệt các chiến binh Hamas hiện đang sử dụng hình thức chiến tranh du kích. Theo Reuters, nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Qatar cùng Ai Cập dẫn đầu và nhận được sự ủng hộ của Mỹ cho đến nay đã thất bại vì những bất đồng giữa Israel và Hamas. Trong bối cảnh này, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo một phái đoàn Israel sẽ tới Qatar để nối lại các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi con tin. Trước đó, thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có cuộc thảo luận kỹ lưỡng với thành viên của nhóm đàm phán và các quan chức an ninh cấp cao liên quan đến những con tin Israel bị Hamas giam giữ ở Gaza. Phái đoàn do giám đốc cơ quan tình báo Israel Mossad, David Bania dẫn đầu, đến Doha để tham gia vào các cuộc đàm phán gián tiếp do Qatar và Ai Cập làm trung gian. Vòng đàm phán mới đã bị trì hoãn sau khi Hamas quyết định ngừng đàm phán để phản đối cuộc tấn công do Israel tiến hành tại Khan Yunis. Các vòng đàm phán trước đây tại Qatar cho đến nay vẫn chưa đạt được một thỏa thuận chính thức nhằm mục đích kết thúc xung đột ở Gaza. Cả Israel và Hamas đã nhiều lần đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc của các cuộc đàm phán. Theo tờ Politico, trong thời điểm chính trị Mỹ biến động, Israel đang thực hiện một nỗ lực bí mật để gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Joe Biden và Quốc hội Mỹ Nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống vũ khí mà nước này cho là cần thiết để phòng thủ trước các mối đe dọa gia tăng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phái đoàn của ông đã đến Mỹ nhằm mục tiêu thúc đẩy việc phê duyệt các hệ thống vũ khí này. Với danh sách chi tiết đã được chuyển cho các con chức cấp cao và các thành viên Quốc hội Mỹ. Danh sách vũ khí mà Israel yêu cầu không liên quan đến lô hàng bom nặng gần 1 tấn mỗi quả mà chính quyền Mỹ đã hoãn ra vào tháng 5 vừa qua do lo ngại về thương vong dân thường ở Gaza. Thay vào đó, Danh sách của Israel tập trung vào các hệ thống vũ khí khác được cho là cần thiết để tăng cường kho dự trữ của Israel trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện tại của nước này với các lực lượng như Hamas ở Gaza hay Hezbollah ở Liban. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Michael Marco, đã xác nhận rằng Israel đang nỗ lực để giành được sự ủng hộ cho các đợt chuyển giao này. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn chưa chính thức yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt. Theo ông Marco, việc chuyển giao các hệ thống vũ khí đó đã được các ủy ban thông qua. Nhưng chính quyền vẫn chưa thực hiện bước cuối cùng để hoàn tất. Do đó, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ trích chính quyền Mỹ vì chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí và đã đề cập đến vấn đề này trong bài phát biểu của mình trước Quốc hội Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng Israel cần các trang thiết bị nhanh hơn để hoàn thành mục tiêu quân sự và bảo vệ nước này trước các mối đe dọa từ Hamas và Hezbollah. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã phủ nhận việc chính quyền Mỹ cố tình trì hoãn chuyển giao vũ khí, cho rằng vấn đề nằm ở thời điểm cụ thể hơn là chậm trễ trong chính sách. Mỹ đang xem xét các yếu tố chiến thuật và đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì tiếp tục chấp thuận việc chuyển giao vũ khí trong khi số người chết ở Gaza gia tăng. Về phần mình, nghị sĩ Marco thừa nhận, có thể chính quyền Mỹ đang trì hoãn để gây sức ép buộc thủ tướng Netanyahu đồng ý ngừng bắn ở Gaza, đồng thời có khả năng sẽ thúc đẩy việc chuyển giao trong thời gian quốc hội đang nghỉ để tránh sự phản đối từ các nghị sĩ. Ông cũng lưu ý rằng việc tiết lộ các hệ thống vũ khí cụ thể có thể làm lộ kế hoạch chiến trường của Israel, do đó Thông tin về các hệ thống này vẫn được giữ kín. Việc Israel thúc đẩy chuyển giao vũ khí diễn ra khi Thủ tướng Netanyahu gặp Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Kamala Harris và ông Donald Trump cùng các quan chức an ninh quốc gia khác của Mỹ trong tuần này để thảo luận về việc hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza. Mặc dù danh sách này không chính thức là một phần của các cuộc đàm phán ngừng bắn, nhưng yêu cầu chuyển giao thêm vũ khí của Israel trước đây đã làm phức tạp các cuộc thảo luận đó. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ trong những tuần gần đây cho biết, họ tự tin hơn bao giờ hết rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sắp được hoàn tất. Các tuyến tàu cao tốc của Pháp mới đây trở thành mục tiêu của hành vi tấn công ác ý có phối hợp nhằm gây gián đoạn hoạt động đi lại trước thềm khai mạc Thế vận hội Paris. Công ty đường sắt nhà nước của Pháp SNCF mô tả đây là một cuộc tấn công lớn trên diện rộng nhằm làm tê liệt mạng lưới tàu cao tốc ở Pháp. Giám đốc SNCF Jean-Pierre Farandou cho biết những kẻ đốt phá đã phá hỏng hộp tín hiệu dọc theo các tuyến đường nối thủ đô Paris với các thành phố như Lille ở phía bắc, Bordeaux ở phía tây và Strasbourg ở phía đông. Một cuộc tấn công khác vào tuyến Paris-Marseille đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn. Theo SNCF, đợt tấn công nhắm vào các cơ sở tín hiệu trên các tuyến đường sắt cao tốc Đại Tây Dương, phía bắc và phía đông bằng cách gây hỏa hoạn thông qua việc sử dụng thiết bị nổ. Các cuộc tấn công được cho là có kế hoạch từ trước và nhắm mục tiêu cẩn thận vào các điểm chiến lược trên mạng lưới đường sắt. RT ngày 27 tháng 7 đưa tin, ông Israel Katz, Bộ trưởng Ngoại giao Israel, cáo buộc Iran đã dàn dựng các cuộc tấn công trên. Ông Katz cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội, vụ phá hoại cơ sở hạ tầng đường sắt trên khắp nước Pháp trước thềm Olympic Paris 2024 đã được lên kế hoạch và thực hiện dưới sự ảnh hưởng Hồi giáo cực đoan Iran. Vị quan chức Israel cho biết thêm, ông đã cảnh báo Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stéphane Séjourné rằng dựa trên thông tin mà Israel nắm giữ, Iran đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào phái đoàn Israel và tất cả những người tham gia Olympic. Ông Cast nhấn mạnh cần phải tăng cường các biện pháp an ninh để ngăn chặn âm mưu của họ. Cuộc tấn công lớn đã làm gián đoạn giao thông trước Olympic, ảnh hưởng đến 800.000 hành khách. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố các hành động phá hoại nhằm vào các cơ sở của SNCF đã được thực hiện theo cách có kế hoạch và phối hợp. Ông cho biết các cơ quan tình báo và cảnh sát Pháp đã được huy động để tìm ra thủ phạm. Bộ trưởng Ngoại giao nhắc lại rằng các vận động viên Israel nice được chào đón tại Pháp bất chấp những căng thẳng xung quanh cuộc xung đột ở Gaza và các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Tờ France 24 đưa tin, phái đoàn Israel được bảo vệ an ninh 24 giờ với sự hộ tống của cảnh sát. Theo tờ The Telegraph, Israel sẽ cử các đặc vụ SIMBED có vũ trang đến Paris để tăng cường an ninh cho các vận động viên và quan chức Olympic. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Yeah. <laughs>